Người đề có hệ phong thủy chắc chắn thích điều này. Phòng ngủ chật hẹp, không có chỗ để đặt gương đúng phong thủy. Vậy làm thế nào nhỉ? Câu trả lời ở cuối video các bác nhé. Với những ai mà để ý phong thủy một chút sẽ thấy không phải vị trí nào cũng có thể đặt gương soi. Những phòng ngủ chật hẹp không có nhiều lựa chọn, đây là giải pháp cho các bác nhé. Thoạt nhìn, các bác cứ tưởng đây là giá treo đồ. Nhưng không phải, ngoài là kệ để đồ thì em nó còn là một chiếc gương soi toàn thân chính hiệu. Thiết kế độc đáo, mở ra là gương soi, đóng lại là giá treo đồ. Vô cùng tiện, vừa phong thủy, vừa tiết kiệm không gian. Gương trượt thông minh, rất tuyệt vời. 10 điểm. Chất liệu của em nó là gỗ bạch lạp đạt tiêu chuẩn FAS của Hoa Kỳ, dày dặn chắc chắn. Màu gỗ tự nhiên trang nhã mang lại cho không gian sự thanh lịch. Thanh dây trượt siêu êm không gây tiếng ồn khi đẩy ra kéo vào. Khả năng lưu trữ vô cùng nhiều. 7 móc treo bên trên cùng có thể treo áo khoác, chìa khóa, một kệ để đồ trang trí và 3 giá để đồ kèm thanh chắn không lo rơi vỡ đồ. Đây thực sự là một giải pháp thông minh cho không gian sống nhỏ và cũng là một món đồ nội thất độc đáo và thẩm mỹ mà bất kỳ nhà bác nào cũng nên có. Các bác thấy chấm cho em nó mấy điểm nhỉ?